Chui vào một cái lỗ và chui ra hai cái lỗ khác. Ok. Mặc quần. Yeah. Hay á. Ý em là sao? Mình chui vào lỗ quần là mình đi ra hai lỗ này. À. Hay ta. Cái câu dễ trả lời được, câu khó trả lời liền đúng. Hay. Bây giờ là cặp tiếp theo. Let's go. Ơi, thành Roy the Beauty. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Trách nhiệm thuộc về anh đi, anh Thành. Gặt tét đi. Thoải mái, thoải mái. Trả thù anh, trả thù, trả thù. Tét, tét. Dạ. À, cái tên em đọc sao cho nó sang. Tez. Ờ, anh Tez. Gì? Tê đó, tê mà chỉ có giờ với không, hả? Nó là Tez. Tez. Yeah. Giờ dưới quê kia là tét không à? Rồi cho nó dễ đọc. Đó. Tez. Rô. 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 Thôi rô rô. Rô rô rô. Lên lên lên. Anh lên trước. Thôi anh lên trước. Ok. Xin mời. Cuối cùng thì cũng ngồi đây rồi. Yeah. Cuối cùng được ngồi ghế rồi. Đó là câu đó cũng rất nhiều bạn nói. Vì sao? Vì cái cảm giác á, vừa thích mà vừa lại lo lo á. Vì mình không biết mình có vượt qua được không. Thường em hay xem Nhanh Như Chớp là lúc mà em ăn cơm nhà á. Bây giờ nhìn ăn cơm mình... cứ coi. Yeah, cứ ăn cơm coi. Đi ngủ là không coi. Không coi. Cứ ăn cơm coi, cứ ăn là mở. Ăn là mở hả? Chà, chương trình mình cũng dành cho mấy bạn rapper ăn cơm hả? Rồi ngoài việc rap ra em có làm công việc gì khác không? Trước đây em làm thiết kế. Ủa thiết kế gì? Thiết kế đồ họa. Giỏi vậy? Nhưng mà bây giờ thì không làm nữa. Ừ, giờ em rap thôi. Tập trung cho rap. Yeah, yes sir. Tại vì công việc thiết kế cũng rất là nhiều thời gian. Nếu bây giờ mình thắng thì mới là cân bằng. Chứ để người ta thắng nữa là 2-0 là hơi mệt nha. Nhất trí. Cố lên này. Let's go. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Thành. Go. À, có chơi thể thao không? Có. Môn gì? Chơi ván. Trượt ván, skateboard hả? Yeah, skateboard. À, bóng rổ. Bóng rổ. Có cái nào không chơi mà mình rành không? Vài môn như bóng đá, bóng chày. Bóng đá biết luôn hả? Yeah, hơi hơi, xíu xíu. Hơi hơi là cái này phải biết rồi. Wow, bàn tay của Chúa. Là tên gọi bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nào? Maradona. Ô, ô. Cái này ai cũng biết luôn á. À, thủ môn á. Ô, đánh bừa đi Peter Cech đi. Peter Cech là lo. Lo rồi, lo rồi. Lo, không thể khác nha. Anh quên. Anh quên. Cái bàn thắng mà trong World Cup đó. No. Em không biết cái đó đâu. Huyền thoại bóng đá thế giới đó. No, on my time. Diego Maradona. Maradona chưa? Người mới vừa mất đó. Sao anh? Không sao, không sao, không sao. Trời ơi. Hay rồi. Tới rồi. Diego Maradona là huyền thoại bóng đá người nước nào? Lo. Lo. Anh thấy lo. Người Tây Ban Nha. Trả lời. Người nước nào? Trả lời bừa đi anh. Ý. Ý. Lo. Lo, 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 lo. Không chính xác. Ông ấy là huyền thoại của thế giới và là người Argentina. Đúng vậy. Khi nào bạn có thể chui vào một cái lỗ và chui ra ở hai cái lỗ khác? Khi nào bạn chui vào một cái lỗ và chui ra ở hai cái lỗ khác? Ok. Mặc quần. Yeah. Hay á. Ý em là sao? Mình chui vào lỗ quần là mình đi ra hai lỗ này. À. Hay ta. Cái câu dễ trả lời được, câu khó trả lời liền đúng. Hay. Bạn càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn. Tôi là gì? Bạn càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn. Tuổi thơ. Vào gặt lúa thì sao anh? Hả? Gặt lúa thì sao? Gặt lúa thì sao là sao? Thì mình gặt đi rồi nó lại lớn lên mà. Đâu có, đâu được. Rồi, thế thôi em, bỏ qua. Rồi, không chính xác nhé. Bỏ qua. Ai biết à? Khoản nợ. Hả? Khoản nợ. Mình lấy càng tuổi nhiều thơ, tiền. Đúng anh, tuổi thơ. Càng lấy đi thì mình càng lớn. Tức là mình càng mượn nhiều tiền thì cái nợ thì mình cái càng nhiều càng lên. Càng tăng. Cũng có thể là một đoán đúng. Hoặc là đơn giản là mình đào cái lỗ thôi. Đi lo thôi, lo ơi. Mình đào
đào một cái hố là đơn giản thôi, là đơn giản nhất đúng không? Mình cần lấy nhiều gì? Đất thì cái hố nó càng lớn. Em lo quá nha. Một cô gái cuồng màu hồng trong chiếc váy hồng và nón hồng, có một con mèo màu hồng sống trong một căn lều màu hồng, hỏi cầu thang của cô ấy có màu gì? Thì nó rối quá. Rối quá. Như thế màu hồng luôn. Không, chính xác. Đây thì biết nè, đây biết. Trong lều không có cầu thang. Yeah. Đúng rồi. Anh ơi phải nghe kỹ vào, nghe kỹ vào. Anh kia, anh ơi. Đọc kỹ lý rất là thôi, đọc kỹ lý rất là thôi. Câu này là vô cùng dễ. Cái gì sẽ biến mất ngay khi bạn bắt đầu nói về nó? Cái gì sẽ biến mất khi bạn bắt đầu nghĩ về nó, nói về nó? Nói về nó. Không anh, mình đứng dưới đây mình thấy nó dễ. Mình lên cho nó khác đó. Biến mất. Mình nói biến mất thì nó sẽ biến mất rồi à? Không, chính xác. Ồ. Đó là gì? Bí mật. À ha. Mình nói ra bí mật thì bí mật để sẽ biến mất. Không phải, nếu mình nói một mình nó đâu biến mất được. Có một sự khi mình nói biến mất liền. Đó là sự im lặng. À. Sao lại im lặng như nào? Im lặng mà mình nói ra thì hết im lặng vậy thôi. Nghệ sĩ nào mà tên nghe luôn có lý? Công Lý. Lên. Ai mà có chữ Lý thì sẽ là Lý thôi. Hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về sông nước. Trời. Trường Giang. Mộc. À, Hà Hồ. Sông nước. Sông nước đều có nước. Đâu mà có nước. Chuyện câu trả lời phá đạo. Hai rồi đó. Hiền Hồ. Đấy. Hay quá anh ơi. Hai cái hồ và một cái sông. Ghê ghê ghê. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Phan Đình Tùng. Yeah. Lên 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 lên. Lên 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 lên. Đây bình tĩnh. Tôi chuẩn bị nói thêm là này là đối tên bài hát đó. Đối về tên bài hát mà không để tóc dài là tóc gì? Tóc ngắn à? Tóc ngắn, ngắn là ai hát? Tóc ngắn là chị Mỹ Linh. À Mỹ Linh. À. Mà tôi chưa kịp nói, bạn nói là Phan Đình Tùng. Anh Tùng là anh có phải là không thích để tóc dài mà anh không thể mọc được. Ông anh tôi mà. Nhưng mà dù sao thì anh Tùng ơi, em nói trả lời cũng có duyên mà chó lên em hả? Em lên nha. Yeah. Anh Tùng vẫn coi nãy cho anh cười hoài luôn á. Ui, có được ba thôi. Cố lên ơi. Ca sĩ nào thích một tình yêu lơ lửng? Tên một bài hát nha. À, Min. Min, bài hát Trên tình bạn dưới tình yêu. Lên. Quả gì có hết giờ. Như vậy là Thành Tro đã mang về 4 vé liên tiếp, chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại Taze. Khó không anh? Bốn. Đáp án liên tiếp chính xác. Em có xem đá bóng không? Ờ, một tí. Ồ, tôi xong rồi. Thế thôi đi rồi nè. Không, không, lên đi được. Tên lên, tên đi, tên lên đi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rất dễ. Không dễ đâu. Dễ mà. Bây giờ đối của Test thì cảm thấy có dễ không? Dễ dễ. Rất dễ. Lo gì qua thì dễ. 5 câu thôi. 5 câu, 5 câu. Nhưng mà tôi không biết gì về bóng đá cả. Thật á, à, anh có biết gì về bóng đá? Ừ. Ơ, em tưởng anh hay xem bóng đá mà. Thế thì cứ bỏ qua. Ừ, đúng rồi, vậy thôi. Kiếm được cái gì? Test đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bàn tay của Chúa là tên gọi bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nào? Maradona. Chính xác. Anh giờ nó không xem bóng đá đây. Chạy mà đâu biết. Anh tôi. Vậy mà anh kêu vậy là chắc chắn, câu sau là chắc chắn rồi. Câu sau là chắc chắn luôn rồi. Coi thử nào. Diego Maradona là huyền thoại bóng đá người nước nào? Argentina. Lo cho đội kia. Anh thấy lo cho này quá lo. Tại vì team em sẽ khiến team khác phải lo. Yeah. Toàn rồi. Let's go. Khi nào bạn có thể chui vào một cái lỗ và chui ra hai cái lỗ khác? Đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Đứng yên đấy nha. Không có được búa nha. Này khó à. Bỏ. Bỏ qua đây, bỏ qua đây. Mặc áo đi. Hả? Mặc áo. Mặc áo. Không chính xác. Đúng rồi. Xuyết đúng rồi. Mặc quần, mặc quần. Nó là cái gì áo ấy? Là ba lỗ. Còn quần là hai lỗ. Mặc cái quần à? Đúng rồi. Mày quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bạn càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn, tôi là gì?
Càng lấy đi nhiều của tôi, tôi càng lớn. Tôi là gì? Bạn càng lấy đi nhiều của tôi thì tôi càng lớn thời gian ạ. Không chính xác. Đáp án là cái lỗ. Hả? Lỗ. À, ok, hiểu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Một cô gái cùng màu hồng, trong chiếc váy hồng và nón hồng, và một con mèo màu hồng sống trong một căn lều màu hồng. Hỏi cầu thang của cô ấy có màu gì? Lại đi ạ. Ok. Một cô gái cùng màu hồng, trong chiếc váy hồng và nón hồng, có một con mèo màu hồng sống trong một căn lều màu hồng. Hỏi cầu thang của cô ấy có màu gì? Lều không có cầu thang. Hay đấy. Hay quá. Nói gì đấy? Cậu ấy nói gì đấy? Dạ, trong trong cái lều không có cái cầu thang. Đúng vậy. À, bình tĩnh hơn anh rồi đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cái gì sẽ biến mất ngay khi bạn bắt đầu nói về nó? Khó. Cái gì sẽ biến mất ngay khi nói về nó? À, một cái từ nào đó. Từ biến mất. Biến mất, không chính xác. Cố thư. Đáp án là sự yên lặng. Ờ, ok. Khó. Khó nhờ. Khó. Cái này dễ nha. Nghệ sĩ nào mà tên nghe luôn có lý? Đố tên. Luôn có lý, công lý. Chính xác. Hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về sông nước. Ý nghĩa về sông nước. Yeah. Hà có được tính không ạ? Được. Hồ Ngọc Hà. Rồi. Hồ Quỳnh Hương. Rồi. Một người nữa thôi. Hồ gì nhỉ? Hồ Vĩnh Khoa. Chính xác. Đây là tên bài hát. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Tên bài hát. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Ừ. Tên bài hát là bài hát gì và đó là của ca sĩ nào mà? Ca sĩ nào không thích để tóc dài mà lại còn là tên bài hát? Em không thích để tóc à? Tóc em chưa mọc một lần. Em là em. Không chính xác. Có bài hát em cũng thích để tóc nữa. Bài hát đó tên là Tóc Ngắn. Hả? Rồi, của ca sĩ Mỹ Linh. Ok ạ. Khó quá. Ca sĩ nào thích một tình yêu lơ lửng? Tên một bài hát. Tình yêu màu nắng. Nắng lơ lửng à? Chị bay. Không chính xác. Không được mà. Trên tình bạn dưới tình yêu của ca sĩ Min. Hả? Hả? Câu hỏi tiếp tục. Quả gì có cánh khi chín thì tung bay giữa đất trời? Quả gì có cánh khi chín thì tung bay giữa đất trời? Quả cầu ạ. Quả tròn. Quả cầu. Không chính xác. Đáp án là quả trò nâu. Rồi, hết giờ. Kim thư ký gì? Test đúng đáp án liên tiếp 2 câu.